Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, làm nông nghiệp kết hợp với du lịch đang là hướng đi mà nhiều bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng áp dụng. Trong đó, mô hình nuôi dế thương phẩm và cho du khách tham quan tìm hiểu các quy trình nuôi dế tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà là một trong những mô hình cho giá trị kinh tế cao và được du khách khắp nơi tìm đến. Mở đầu chuyên mục Chuyện nhà nông kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình nuôi dế tại đây. Nếu như chỉ nghe tiếng, hẳn có thể tưởng tượng được cảnh đang đứng giữa cánh đồng nghe tiếng dế rầm rang. Thế nhưng đây lại là một trang trại chăn nuôi dế của một hộ nông dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Bà Phạm Thị Thưởng, chủ nhân của trại dế này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nuôi dế. Ban đầu nuôi dế là để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, trại dế này đã quyết định mở cửa cho du khách tham quan. Mỗi ngày đều có một lượng lớn du khách từ khắp nơi ghé thăm và tìm hiểu quy trình nuôi dế tại đây. Với hình thức làm nông nghiệp kết hợp với du lịch này, mỗi tháng chỉ riêng thu nhập từ hướng du lịch cũng mang về cho gia đình bà Hưởng hơn 20 triệu đồng. Ở trong trang trại này thì chúng ta có thể nghe được tiếng dế kêu mỗi ngày. Và ngoài cho phát triển tham quan du lịch thì trại dế này mỗi tháng còn xuất bán vài tạ, xuất cho thị trường, và đây đang là một trong những món đặc sản rất được ưa thích của du khách khi đến với Đà Lạt và cả những du khách ở tỉnh thành khác. Hiện trại dế này có tổng cộng hơn 40 ô chuồng nuôi dế như thế này. Gối đầu nhau cứ mỗi 2 tháng cho thu hoạch một lần. Mỗi ô nuôi này nếu chăm sóc tốt có thể cho ra từ 5 đến 7 kg thành phẩm. Với giá bán từ 200.000 đồng một ký, mỗi tháng thu nhập từ bán dế thịt cũng lên đến vài chục triệu đồng. Ngoài bán dế thịt thì đây cũng là địa điểm bán dế giống uy tín trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Mình nuôi dế này thì có dễ không cô? Thực sự ra cái chưa biết thì là rất khó. Như cái những ban đầu ấy, gia đình nhà cô rất khó khăn. Từ cái để chúng sinh sản và cái đồ ăn thức đụng đến cái coi là cơ sở hạ tầng. Đấy. Nhưng sau này thì lắm được cái kỹ thuật thì mình sẽ nhàn hơn, thoải mái hơn cho mình. Vậy thì làm sao để những con dế này nó có thể phát triển được tốt và cái độ đồng đều cao? Cô có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong quá trình hơn 10 năm nuôi dế của mình không ạ? Thực sự ra cái bước đầu mày mò là tỉ mẩn lắm. Và sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì mới ra được cái thành quả của mình như ngày hôm nay. Thì như bây giờ thì thực sự ra cái để cho lợi nhuận cao, thu nhập cao là cái thì xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là một cái yếu tố là quan trọng từ cái độ ẩm và độ ấm để cho con dế nó phù hợp phát triển. Sau đó mới là cái giống dế. Chứ phải dế mà thả vào mà cái cơ sở hạ tầng nó không phù hợp này nọ thì thả vào dế nó cũng chết hết. Đấy, cho nên là giống cũng là quan trọng nhưng cái cơ sở hạ tầng và cái kỹ thuật chăm cho nó là khó hơn. Chứ còn để chúng sinh sản ra rất dễ, quan trọng là mình nuôi được chúng phát triển lớn, trưởng thành thì đó mới là cái khó. Nhưng ngược lại gia đình cái bây giờ là được cái là nắm được rồi. Cho nên là mình giữ lấy mới là cái tuyệt vời. Hướng phát triển sắp tới của gia đình mình là như thế nào ạ? Hướng phát triển con dế và đến khách du lịch của gia đình cô là cái đầu tiên là mong thị trường và mọi người ở xã hội là biết đến và hiểu về con dế nhiều hơn. Tương lai và gia đình đều nghĩ tới là muốn phát triển mở rộng hơn và là quy mô hơn từ cái con dế và đến cái khuôn viên cho phong cảnh làm sao cho nó tự nhiên hơn, phong phú hơn để khách du lịch đến coi là vừa mắt, vừa được tham quan, thưởng thức, vừa được ngắm cảnh coi là thú vị hơn. Vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch canh nông của địa phương. Cơ sở nuôi dế của gia đình bà Hưởng đã góp phần vào sự thay đổi của địa phương và quảng bá ngành nông nghiệp cũng như du lịch của địa phương đến với du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Bà con và các bạn thân mến, không cần đất, không cần nước nhưng vẫn trồng được rau. Đó chính là mô hình trồng rau khí canh đang được áp dụng tại công ty Langbian Farm. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trang trại Langbian Farm đã thử nghiệm trồng rau khí canh trên diện tích 500m² vài năm trở lại đây và bước đầu đã cho kết quả khả quan. Phương pháp khí canh có thể hiểu là trồng rau không sử dụng đất hay nước mà trồng trong môi trường không khí có chứa các thể bụi dinh dưỡng. Nói cách khác, phun xương, loại nước có dưỡng chất làm ướt đều bộ rễ để rau phát triển. Quy trình chăm sóc được thực hiện bởi hệ thống thiết bị máy móc hiện đại như máy bơm, bồn chứa dinh dưỡng, các đường ống dẫn dinh dưỡng v.v. và được lập trình chi tiết trong máy tính. Cứ vài phút, hệ thống tưới sẽ tự động phun. Thời gian phun và số lượng phun trong ngày được điều chỉnh hợp lý tùy theo độ tuổi, tình trạng sinh lý của cây và nhiệt độ môi trường bên ngoài. Nếu như chúng ta đã nghe đến hình thức trồng rau thủy canh và khá là quen thuộc rồi, thì hiện nay Greenbot cũng đang ứng dụng hình thức trồng rau khí canh. Vậy trồng rau khí canh khác thủy canh như thế nào và có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng tìm hiểu với Kiều Anh ngay sau đây nhé. Con xin chào chị ạ. Dạ, chào chị. Thưa chị, hiện nay thì rau khí canh là một khái niệm còn khá mới. Vậy thì chị có thể giới thiệu về rau khí canh cho quý vị khán giả cùng theo dõi được không ạ? Dạ, nói chung là nếu mà so với rau thủy canh thì cái rau khí canh này thì nó sẽ lợi thế nó sẽ hơn vì cái vấn đề là tiết kiệm được vấn đề như phân bón này, rồi cái thủy canh đó là nước đó là chạy trên vòng là 24/24, còn cái rau khí canh là mình chỉ xài bằng cái hơi nước thôi, là có nghĩa là hơi nước nó lên và nuôi cái cây này thì nói chung là nó sẽ đỡ được nhiều cái vấn đề chi phí hơn so với thủy canh. Như cái vấn đề sâu bệnh thì thủy canh và khí canh nó đều có, nhưng mà như về mình là không có xài thuốc gì cả, bởi vì là mình làm cái bẫy côn trùng để mình bắt côn trùng. Thứ hai nữa là như cây con mình xài, ví dụ như là cây giống này là mình từ khi gieo hạt thì cỡ 10 đến 15 ngày được mình để ở máng, rồi xong rồi mình mới đưa ra cái giò ngoài này. Thì trong thời gian đó thì khi cái thời gian đầu cây con á, thì mình cũng có xịt thuốc là thuốc sinh học thôi, đến khi cây trưởng thành là toàn bộ là mình không xài thuốc gì hết đó. Thì nói chung là từ khi mà gieo hạt đến thu hoạch được thì trong vòng cỡ 45 ngày, thì nói chung là nó sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với thủy canh. Năng suất thì nói chung là nó cũng sẽ năng suất hơn bên thủy canh. Rồi còn cái chất lượng thì chắc chắn là nó nói về cái vấn đề là như cái kia thì cái phần cái dạng nó chạy tuần hoàn nó 24/24 thì nó sẽ ngấm cái độ phân nó có thể là nhiều hơn. Còn cái này thì nó khí canh nó hơi nước nên nó ít hơn. Thì nó chất lượng thì chắc chắn là nó sẽ hơn rồi. Với phương pháp canh tác này, nhiều loại rau không thể trồng thủy canh như cải bó xôi, dâu tây v.v. thì nay hoàn toàn phù hợp. Mặt khác, phương pháp thủy canh trước đây hay gặp vấn đề là các loại vi khuẩn gây mầm bệnh ở rễ dễ lây lan khắp vườn vì toàn bộ phần rễ của cả vườn cây nhúng trong dung dịch hồi lưu. Còn với khí canh, các bộ rễ cây cách ly nhau trong không khí nên vi khuẩn khó tiếp cận nhiều cây một lúc. Nhờ phun dinh dưỡng ở dạng xương nên gần như ít xảy ra vi khuẩn lây nhiễm bệnh theo nguồn nước từ cây này sang cây khác như rau thủy canh. Khi xuất hiện bệnh, chỉ việc loại bỏ ngay những cây bệnh. Thực tế sản xuất tại Langbian Farm cho thấy ứng dụng phương pháp khí canh cho năng suất tăng gấp 2 lần, tiết kiệm được diện tích canh tác do có thể thăm canh nhiều tầng. Cây tăng trưởng nhanh gấp 1,5 lần nhờ sống trong môi trường nhân tạo. Phần cuối của chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu một số cách chăm sóc bê con còn bú. Sữa đầu của bò hậu sản có nhiều protein như chất đạm, vitamin và chất khoáng hơn sữa thường, nhất là trong đó kháng thể giúp cho bê có khả năng kháng bệnh.
Vì vậy, 10 ngày đầu, Bê phải bú chính sữa con bò cái đã đẻ ra nó. Tháng đầu sau khi Bê sinh ra, tùy theo giống, bú khoảng từ 6 đến 8 lít sữa. Nên cho Bê bú từ 4-5 lần, mỗi lần từ 1 đến 1,5 lít. Không nên cho bú quá ít hoặc quá nhiều. Và lượng sữa đó giảm dần từ tháng thứ 2 và cho ăn thêm các thức ăn như cỏ non, củ quả. Những thứ dễ tiêu hóa, có nhiều nước, tinh bột và đường. Mỗi ngày tắm chải lông kỹ cho Bê một lần. Khi có nắng, cho Bê tắm nắng tự do. Cần lưu ý là có nước sạch luôn luôn để Bê thích uống lúc nào thì có sẵn. Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, Bê lớn đều, khỏe mạnh thì cai sữa cho Bê vào tháng tuổi thứ 6. Dứt sữa từ từ bằng cách giảm dần số lần cho Bê bú từ 4 đến 5 lần xuống còn 3 đến 4 lần và rồi 2 đến 3 lần mỗi ngày. Cách này làm cho Bê không mất sức, trong khi đó cho Bê tha hồ ăn thức ăn nó thích. Thay vì mua thuốc bổ, ta nên cho bò uống thêm nước dừa nạo, dừa non, ăn củ cà rốt, củ khoai lang, đậu phộng, bí đỏ, v.v. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.